Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu gồm các ông bà Lê Kim Anh, Phan Thanh Long, Phan Văn Dũng có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Khánh Nam trước kỳ họp giữa năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thuận với chương trình kỳ họp giữa năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố, kết quả giải quyết ý kiến cử tri trong kỳ họp năm 2022, các cử tri cũng đề nghị thành phố, địa phương giải quyết nhiều vấn đề trên địa bàn phường ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Tiến bộ cho sức gia cầm Đà Nẵng với lượng xe vào nhiều và tải trọng lớn, con đường này đã xuống cấp, kiến nghị thành phố xem xét nâng cấp, mở rộng tuyến đường này dọc tuyến đường Đà Sơn với mặt cắt ngang 5-10 m5. Và chính thứ hai, sớm có kế hoạch di dời trung tâm giúp mổ cho sức gia cầm ra khỏi khu dân cư vì cơ sở này hiện nay đã ô nhiễm môi trường trầm trọng ở trong khu dân cư. Đề xuất với thành phố là sớm thực thi cái kế hoạch nối dài tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc tới Hoàng Văn Thái, vì tuyến đường đấy có dự án cũng đã lâu và tuyến đường đấy mà hoàn thành thì giải quyết được cái vấn đề giao thông đi lại thuận lợi. Khu dân cư bây giờ quá đông quá tải vì sinh viên và công nhân ở rất là nhiều. Thứ hai nữa là tuyến đường đấy mà thực thi hoàn thành thì cũng giảm bớt được sự khó khăn và giảm bớt được cái lũ lụt cho cái khu dân cư của cái vùng Đà Sơn Thanh Sơn. Cử tri cũng kiến nghị thành phố sớm đầu tư nâng cấp trung tâm y tế quận Liên Chiểu, trung tâm văn hóa thể thao kết hợp nhà biểu diễn đa năng phía Tây thành phố, quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Chân Tâm. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị thành phố sớm có giải pháp giảm thiểu nước rỉ tại bãi rác Khánh Sơn, việc cấp giấy quyền sử dụng đất và có chủ trương đầu tư thêm cơ sở y tế khu vực Tây Bắc để đảm bảo khám chữa bệnh cho người dân.